chào tất cả các bạn. Yamaha là một trong những thương hiệu có thể coi là ông trùm âm thanh bởi sự đa dạng về mẫu mã cũng như âm thanh chất lượng vô cùng tuyệt vời. Và bằng chứng chính là những ý tưởng độc đáo của Yamaha đã được người dùng tin chọn và đánh giá cao. Đặc biệt là sự thành công của các dòng mixer digital như là CL, QL và mới đây nhất chính là dòng TF. Và như các bạn có thể thấy thì ngay bên cạnh mình chính là một sản phẩm thuộc dòng TF mà các giới soundman đánh giá là nhỏ nhưng mà có võ. Và trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về sản phẩm đó là TF1 của nhà Yamaha và giúp các bạn có thể hình dung cũng như là cách sử dụng em nó một cách dễ dàng mà không cần phải đến sách hướng dẫn. Trong mixer TF của nhà Yamaha thì có 3 model khác nhau. Và sự khác nhau của các model này thì nằm ở chân cắm analog và số lượng fader chức năng. Mẫu TF5 lớn nhất với 32 bộ tiền khuếch đại mic analog, 40 đầu mono và 33 fader. TF3 kích thước tầm trung với 24 bộ tiền khuếch đại mic, 25 fader chỉnh tay nhưng vẫn có 40 đầu mono. TF1 là model nhỏ nhất, được đặt trên một giá đỡ có kích thước 19 inch với 16 bộ tiền khuếch đại mic, 32 đầu mono và 17 fader. Trước khi đi vào review chi tiết về sản phẩm TF1 của nhà Yamaha thì mình sẽ chỉ ra những đặc điểm chung nhất của dòng TF để các bạn có thể hình dung nhé. Đầu tiên thì các dòng TF đều có một cái bộ điều chỉnh fader cho mỗi bộ tiền khuếch đại âm thanh để giúp chúng ta có thể điều khiển thiết bị một cách trơn tru và dễ dàng nhất. Nhìn từ phía sau thì các chân cắm analog thì sử dụng đầu nối tích hợp, cả XLR và các phone jack thì đều có thể sử dụng được. Và cả 3 model TF1, TF3 và TF5 của Yamaha thì đều có 16 output analog. Dòng mixer TF thì sử dụng bộ tiền khuếch đại mic loại A của riêng nhà Yamaha. Không những vậy, âm thanh đầu vào sẽ được lưu lại để đảm bảo cho phần setting hòa âm phối khí sau khi làm việc không thay đổi. Bên cạnh đó, mixer TF còn có các khe cắm mở rộng giúp các bạn có thể kết nối sân khấu từ xa bằng mạng kết nối audio Dante. Và tất cả những bộ tiền khuếch đại trên sân khấu sẽ được gửi lại mixer nhờ việc kết nối với cáp Cat5. Và một điểm cộng cho sản phẩm của TF của nhà Yamaha đó là mỗi sản phẩm thì sẽ có hai cặp đầu vào RCA và cổng USB giúp chúng ta có thể kết nối iPod, iPhone hay bất cứ thiết bị nào một cách dễ dàng. Đặc biệt, dòng TF của nhà Yamaha thì được chứng nhận đạt tiêu chuẩn MFI của Apple. Mỗi mixer TF thì sẽ có một bộ bass điều khiển phù hợp với mọi nhu cầu làm âm thanh của người dùng. Và bên cạnh các bass của stereo và sub thì còn có 20 đường AUX bao gồm 8 mono và 6 stereo. Để thay đổi bank fader giữa input và output, hãy để ý công tắc với nút 2 input bank và 1 output bank. Nhấn đồng thời hai nút input để truy cập các fader nhóm. Tại đây, bạn có thể sử dụng fader DCA để kiểm soát nhiều kênh cùng lúc. Ví dụ, một fader cho bộ trống, một fader cho tất cả các guitar, một fader cho tất cả các keyboard. Và xem nếu nhấn nút select, bạn sẽ thấy tất cả các channel được gắn theo thiết kế mặc định nhóm đó. Rất đơn giản phải không? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua thêm những đặc điểm nổi bật của TF nhà Yamaha nhé. Đầu tiên là giao diện Touch Operation hỗ trợ vận hành thiết bị dễ dàng. Nội dung hiển thị đã được thiết kế đặc biệt dễ dàng để truy cập trực tiếp với bố cục thúc đẩy sự pha trộn tự nhiên, hiệu quả nhất. Thao tác trên bảng cảm ứng dễ dàng như định hình âm thanh bằng đầu ngón tay của bạn. Thứ hai là chức năng Touch and Turn Off cung cấp khả năng kiểm soát linh hoạt. Khi bạn cần độ chính xác cao hơn cho EQ, tốt hoặc điều chỉnh khác, núm Touch and Turn vật lý luôn có ngay sẵn bên cạnh bảng cảm ứng. Ngoài ra còn có 4 núm có thể xác định được bởi người dùng bên cạnh bảng điều khiển, có thể được chỉ định để kiểm soát ngưỡng máy nén, mức tăng EQ hoặc các tham số khác mà bạn cần nhanh chóng truy cập trực tiếp trong khi trộn. Các nút luôn ảnh hưởng đến kênh hiện được chọn. Đặc điểm ưu việt số 3 đó là quản lý tổng quát giao diện kênh được chọn. Màn hình tổng quát hiển thị các thông số cho 8 kênh cùng một lúc. Nút Touch and Turn cung cấp quyền truy cập trực tiếp để đạt được.
OneNot EQ và OneNot Com, ngưỡng cổng, mức gửi effect, pan và các thông số khác. Đặc điểm thứ tư là các tính năng mới OneNot Com và OneNot EQ giúp chúng ta thuận tiện trong việc điều chỉnh âm thanh. OneNot Com và OneNot EQ cũng được cung cấp trên các kênh đầu ra, do đó bạn có thể nhanh chóng đạt được mức nén đầu ra tổng thể hoặc EQ phù hợp lý tưởng với kích thước phòng và đối tượng. Và đặc điểm số 5 là âm thanh được tạo ra từ em mixer này thì vô cùng tự nhiên và mang đầy tính sáng tạo. Các bảng điều khiển TF có bộ tiền khuếch đại micro D-Pre được chào đón không chỉ mang lại chất lượng âm thanh vượt trội mà còn có thể thu hồi được. Mạch và các thành phần riêng lẻ đã được đánh giá lại và thiết kế lại khi cần thiết để đạt được âm thanh tự nhiên, cực kỳ tinh khiết. Nền tảng âm thanh vững chắc đó được hỗ trợ bởi sự lựa chọn cập nhật các bộ xử lý và hiệu ứng hiệu suất cao. Các bộ xử lý kênh đầu vào và đầu ra như EQ, cổng và ứng dụng nén được bổ sung bởi 8 bộ xử lý cung cấp phổ rộng các khả năng sáng tạo. Đặc điểm số 6, các cài đặt và thiết lập trước, các phím cho chất lượng âm thanh vô cùng tuyệt vời. Các cài đặt trước kênh bao gồm các tham số như gain, EQ, dynamic và nhiều hơn nữa, ngay đến các chi tiết như tên kênh và màu sắc. Và đặc điểm số 7, đó chính là giao diện bảng điều khiển tối ưu hoạt động. Thay vì chỉ đơn giản là cung cấp một danh sách dài các tính năng nâng cao, bảng điều khiển TF thể hiện các tính năng có ý nghĩa theo cách hợp lý và dễ tiếp cận nhất thông qua một thiết kế tổng thể giúp tối ưu hóa khả năng hiển thị và khả năng hoạt động. Và khi nghiên cứu về dòng TF này thì các kỹ sư của nhà Yamaha đã nghiên cứu rất kỹ những tính năng cũng như là giao diện của một bộ bàn trộn cao cấp hiện nay. Và như các bạn có thể thấy thì với sản phẩm TF1 của nhà Yamaha thì được tích hợp giao diện cảm ứng ngay ở trên bộ mixer này. Và đây nó đã trở thành một cái hình tượng quen thuộc cũng như là một cái ứng dụng mà được rất là nhiều người yêu thích và cũng được các soundman đánh giá rất là cao. Và với các chương trình và các hiệu ứng được tích hợp vào đây thì chúng ta có thể dễ dàng điều khiển cũng như quản lý những cái chương trình mà chúng ta sử dụng với bộ mixer này. Bên cạnh đó thì với cái tính năng Touch Flow của mixer TF1 thì giúp chúng ta có thể điều khiển cũng như là quản lý những cái hệ thống âm thanh cũng như các chương trình một cách dễ dàng và giúp cho người sử dụng kết hợp giữa âm thanh với những người nghệ sĩ trên sân khấu và cả những người nghe với một sự thoải mái cũng như là sự tận hưởng âm nhạc với một tốc độ và sự thoải mái hơn bao giờ hết. Nếu như bạn là một người chưa từng sử dụng mixer cũng như chưa được tiếp cận với một cái bộ bàn trộn có vẻ là đồ sộ như thế này, nhưng mà khi bạn gặp FTM1 của nhà Yamaha thì bạn hoàn toàn có thể chủ động và có thể sử dụng em nó một cách dễ dàng. Và cái chất lượng âm thanh mang lại thì chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng bởi một cái quy trình cũng như hệ thống vô cùng dễ dàng sử dụng. Trên đây là những thông tin về dòng TF của nhà Yamaha nói chung và đặc biệt là sản phẩm TF1. Và bây giờ thì để cho các bạn có những cảm nhận trực quan nhất về em mixer TF1 này, về chất lượng âm thanh của em ấy như thế nào thì bây giờ mình sẽ test thử cái hệ thống âm thanh này luôn cho các bạn nghe nhá. Ok, và bây giờ các bạn hãy theo dõi. Ok, vừa rồi là một đoạn âm nhạc mà mình đã test thử cho các bạn nghe. Thật tuyệt vời đúng không? Và ngay bây giờ nếu như các bạn muốn thử âm thanh này tại một không gian thực tế như vậy thì các bạn hãy đến showroom của TC Group tại các cơ sở ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhé. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì Trung Chính Audio chính là một đơn vị uy tín chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Trung Chính Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.